Em chào Bộ trưởng ạ. Xin chào xin chào Thứ trưởng. Xin chào cả nhà. Thế tôi bất ngờ quá vì hôm nay hơi bận là vì cái đang trời thì đang nóng rồi, cái điều hòa qua nó trục trặc. Hôm nay lại phải thay cái mới nên là hơi hơi bận. Để bà con thông cảm. Cũng Đề khổ. nghị Bộ trưởng cứ cho em độ khoảng 10 phút thôi cũng được ạ. Bộ trưởng cho em ý kiến là cái vụ biểu tình mà đang bạo động như vậy ở Việt Nam thì có một cái người Mỹ gốc Việt mà lại về leo lên cái xe cảnh sát của Việt Nam như vậy, mà ở bên người Việt ở bên hải ngoại người ta bảo đấy là một hành động bình thường, thì xin Bộ trưởng cho ý kiến ạ. Thực ra thì thế này, mấy hôm nay thì mình chính ra là mình cũng đang định làm một cái bài về cái trường hợp ý, nhưng mà mình thì mình không đập những cái hội ở trong nước đâu, mà vì cái hôm tay cậu nó bị bắt ấy thì RFA, VOA, rồi Người Việt Online, rồi Cali Today đấy, Nguyễn Xuân Nam, rồi Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái ấy, là tất cả đều giống lên một cái giọng là đe dọa Việt Nam. Đấy, đe dọa Việt Nam là cái gì? Tức là nếu mà không nhanh chóng thả công dân Mỹ ra thì Tổng thống Trump sẽ ra lệnh tấn công mấy thế nọ mấy thế kia. Đại loại tức là họ lên cái giọng nghe nó rất là ngứa tai. Lần trước các cái hội Nguyễn Xuân Nam với Ngô Nhân Dụng ấy, năm ngoái ấy, là lần trước cũng hay bình luận về vấn đề Việt Nam lắm. Thế nhưng sau khi bị mình cho một bài, mấy bài, nhưng mà có một bài mình cho một bài rất là gay gắt thì tự nhiên thấy thôi không không bình luận kiểu, vì mình đánh giá rằng là các ông là bình luận và nói đưa ra những cái câu tôi nghĩ rằng nó không xứng đáng với cái trình độ của các ông. Đấy, nó rất rẻ tiền và nó rất là ngu dốt. Nên nếu các ông mà bình luận mà vì tiền vì lương thì tôi có bỏ qua, nhưng nếu trình độ các ông như thế thật thì tôi khinh các ông, và sau đấy là không thấy bình luận nữa. Thì lần này mình cũng định choảng cái một một trận ở cái chỗ là như thế này. Thứ nhất là đến ngay cả cái lúc quân Mỹ có 500.000 quân ở trên đất nước Việt Nam và có 1 triệu quân chư hầu là quân Mỹ và vũ khí bom đạn đầy đủ tất cả các thứ đấy, mà vẫn còn bị Việt Nam đánh cho tòe mỏ đấy, cũng chỉ bây giờ mới phát Mỹ để dọa Việt Nam thì chúng nó không hiểu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như hôm qua mình đã nói chuyện ở trên chỗ Ngô Long, hôm nay mình xin nhắc lại. À, sáng nay mình nói chuyện thì người Mỹ nó đã coi cái lũ tụt quần áo chạy, nó đã coi nó vứt bỏ từ năm 1972, nó coi trở thành của nợ, và vì vậy bây giờ nó chỉ còn kêu mang là nó kêu mang không phải vì cái nhóm ấy, mà nó vì thế giới, nó muốn chứng tỏ cho thế giới là nó không đem con bỏ chợ, tức là nó những người trước đây phục vụ cho nó thì nó không bỏ rơi đấy, chứ còn nếu gọi là trong thâm tâm thì nó ghét lắm, nó khinh lắm đấy. Có một lính Mỹ nó đã viết ở trên trang Facebook của nó bảo đây này, cái lũ tụt quần áo chạy ba que ấy, nhé, chúng mày đừng có hoang hoang. Dù sao thì những người cộng sản chúng ta cũng rất nể họ, vì họ đã dám đứng lên cầm súng để bảo vệ giữ độc à, bảo vệ tổ quốc, và họ đã chiến đấu với chúng ta ngang ngửa nhé. Nó thì nó cũng nhận nó thua, nhưng nó bảo về sau chúng ta phải rút quân về đấy, và họ đã giành được cái độc lập. Chúng mày tụt quần áo chạy, cho nên cái người mà đáng nể là chúng ta nể bộ đội giải phóng chứ không phải là nể cái lũ tụt quần áo chạy đấy. Có một lính Mỹ nó viết hẳn ở trên một cái trang Facebook cá nhân của nó là như vậy đấy. Thế thì mình nghĩ là vì vậy cho nên là bây giờ là gì, một cái William Nguyễn ấy mà đừng có nằm mơ mà với một con đầu óc của ông Trump, ông ấy không thèm lên tiếng ấy, chứ đừng có nói cái chuyện mà ông lại còn thế nọ còn thế kia đấy. Chúng ta thấy từ ông nọ đây nhé, thậm chí ông ấy còn tuyên bố là không được lấy hình ảnh nước Mỹ và hình ảnh của ông ấy ra để đưa vào trong các cái cuộc biểu tình hoặc là đưa vào trong để xuyên tạc tình hình đấy nhá. Thứ hai nữa là ông còn đang chuẩn bị đuổi 8.600 của nợ ra khỏi đất nước ông ấy, vậy William là cái đinh mà ông ấy lại đứng ra. Đấy là tôi chưa nói đến cái chuyện người Mỹ còn lâu lắm,
còn lâu lắm, tôi rất tiếc là tôi không sống được thôi để mà theo dõi. Nhưng tôi xin khẳng định với mọi người, nhất là có các lớp con cháu đấy, còn lâu lắm người Mỹ mới có thể dám nghĩ đến cái chuyện là cà khịa đánh nhau với Việt Nam. Chứ còn cái cú choáng vừa rồi cho đến giờ phút này người Mỹ chưa, vẫn còn đang choáng váng, chưa hết được. Đấy. Vì vậy cho nên là những cái lời dọa nạt thì đối với, thực ra là chúng nó không có đầu óc thôi, chứ còn tôi nói thật thì mà dọa ai, dọa đối với người Việt Nam ấy, thì nói thật là thà ra dọa cột điện kia còn 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 dễ dọa hơn là dọa người Việt Nam. Cho nên là đừng, mà mình phải nói thẳng như này, lực lượng an ninh của Việt Nam, kể cả người nước ngoài, kể cả người trong nước, khi mà họ đã có lệnh bắt nhá, thì tức là họ đã làm rất là kín kẽ, không cãi được câu nào. Để Dạ nói thật đúng rồi, đúng như không bao thế. giờ họ bắt tào lao đâu. Đó. Bây giờ tôi nói nhé, tại sao chúng ta cứ bảo Dũng vô va, tại sao chưa bị bắt, và trước đây thì thằng Dũng Phi Hổ tại sao chưa bị bắt, là vì người ta phải để cho nó chín muồi, đến lúc bắt là không cãi được, hiểu không? Hai nữa là đã không bắt thì thôi, đã bắt thì phải cho nó có món 7 năm mới 10 năm mới 15 năm, chứ còn bắt mà đi xử được 2-3 năm thì không bỏ, Dạ. không bắt đi bắt lại đấy. Vì vậy cho nên là thế, còn khi mà đã ra lệnh bắt William Nguyễn ấy rồi nhé, là Việt Nam người ta lại tính toán kỹ rồi. Bây giờ nếu có chăng nhé, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Trump ông cũng không làm thế đâu. Nếu có chăng, nếu nước Mỹ mà có ý định thì chỉ có cùng lắm là đàm phán với Việt Nam làm sao để tha cho công dân Mỹ, trục xuất công dân Mỹ về nước, như kiểu trước đây thằng đợt hai cái thằng gì nhỉ, cái thằng gì mà nó cũng đưa quân về nó định đánh ở Việt Nam, nó là quốc tịch Pháp ấy nhỉ. Hai thằng gì mà lâu lâu mình quên mất rồi đấy, thì nó đưa quân về nhưng nó đã bị bắt đánh tan tành và bị bắt ngay ở tại bên biên giới Thái Lan với Lào nhé. Đấy thì Mai Quốc Túy và Cơ Minh á hả? Hoàng Cơ Minh hả? không, Hoàng Cơ Minh thì bị bắn chết rồi, nhưng mà cái nhóm của Mai Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh đấy, cái đợt ý là Việt Nam cũng bắt ngay tại trên biên giới Thái Lan mới Ừ. làm nhá. Cái sau đó là về Việt Nam đã xử tù một thằng 20 năm, à, một thằng trung thân, một thằng 20 năm. Thế nhưng về sau chính phủ Pháp can thiệp thì Việt Nam mới nể là ân xá và trục xuất về nước đấy, tức là chỉ dám đàm phán và nói rằng thôi đây là công dân của chúng tôi. Thế thì các ông ấy coi như là rộng lòng, mở lòng ra và các ông ấy coi như là tha thứ cho họ, và đồng thời tức là trục xuất về nước. Thì lúc đó Việt Nam nể cái chuyện bây giờ đất nước chúng ta mới giải phóng xong cũng muốn có những cái mối quan hệ làm ăn tốt. Thì chứ còn tôi nói thật, bây giờ mà về Mỹ hoặc Pháp mà nó nói một câu là nếu Việt Nam mà không thả thì không được, xem đợi đấy mà nằm mơ. Nói thật thì giặc lái Mỹ ngày xưa bị bắt, tôi còn nhớ ở khách sạn Hinton Hà Nội này nhá, nói chung là Mỹ còn phải sang xin xin mãi, cuối cùng đến sau Hiệp định Paris Việt Nam mới trả. Đừng có nằm mơ cái chuyện đội Việt Nam lại sợ, hiểu không? Chúng nó đầu óc chúng nó rất là kém, nói thật như thế. Thách ai như thách người Việt Nam cũng thách được đâu, mặc dù Việt Nam bé bé như này thôi, nhưng người Việt Nam ấy đấy, hôm nọ cựu chiến binh Trần Ngơ đã nói, tôi thì tôi không biết đâu, nhưng thấy cựu chiến binh Trần Ngơ bảo là mới chỉ có cựu chiến binh hội cựu chiến binh Việt Nam mới thử thôi, đã có khoảng 20 triệu vừa cựu chiến binh vừa dân quân tự vệ vừa tất cả những người còn đủ sức chiến đấu đã xung phong đứng ra để cầm súng bảo vệ Tổ quốc đấy. Cho nên là đừng, người Việt Nam trông thế này thôi, thế nhưng mà đừng ăn được thì nó đã, Mỹ nó đã ăn rồi, ăn được thì tàu nó đã ăn rồi, nói thật thế đấy nhá. Cho nên là Mỹ nó tính đi tính lại, nó bảo bây giờ chỉ còn mỗi cái cách là tốt nhất ý là làm thân với cái thằng Việt Nam. Chính là cái làm thân ý, thì muốn đánh đổ với Việt Nam mới có thể đánh đổ được, chứ còn nếu đối đầu quân sự thì đừng có nằm mơ. Nói và hiện tại bây giờ nó đang áp dụng cái chính sách giống như chị áp dụng với Liên Xô ngày trước, đó là dùng cái chính sách để mà diễn biến hòa bình. Chứ còn thực ra là Mỹ nó vẫn chưa có tham vọng vì nó vẫn còn rất ghét cái câu cộng sản lãnh đạo đất nước Việt Nam đấy, vì vậy cho nên là nó cũng vẫn chưa từ bỏ, nhưng mà nó thấy rằng làm thân thì may ra mới có thể lại có thể làm được một cái việc gì đó, cũng như cái thằng đại sứ Mỹ nó đã phát biểu nhá. Chúng tôi hy vọng là cái lớp trẻ của Mỹ và lớp trẻ của Việt Nam
sẽ làm được những cái điều mà chúng tôi không làm được. Đó. Nhớ một điều là như vậy nhé. Thế còn bây giờ hôm nay thì mình nói thêm một tí chút chuyện như này, đấy là nói về William Nguyễn này. Nói chung là sau đây thì mình sẽ có một bài nói chuyện, nhưng mà như mình đã nói rồi, mình nói để cho các cái phương tiện phát ngôn ở bên kia nó phải thính ngược để nó không nói nữa, chứ không phải là mình với cái bọn trong nước thì kệ cho chúng nó sủa không không làm được gì. Nhưng bây giờ mình sẽ sang một cái câu chuyện là mình thấy hôm nay ở trên Facebook có người gửi cho mình một cái bài, thì cái bài đó nó nhan đề là VTV3 tiếp tay cho bọn Phạm Quốc biểu tình đó. Và hiện nay như chúng ta đã biết thì tôi chưa xác minh xem cái bài nó chính xác hay không, nhưng có cả ảnh chụp ông không biết là phó chủ tịch quốc hội nhưng lại là cái người phát ngôn của quốc hội đấy, được VTV3 mời lên, và chính ông người ta phát biểu rằng phản đối hoàn toàn cái luật đã được quốc hội thông qua, đó là cái luật là an ninh mạng đó nhá. Và như chúng ta đã biết ý, bọn chúng bây giờ hết cớ rồi, bây giờ cho nên nó đang kêu gọi ngày 24 đây này là xuống đường biểu tình tiếp để phản đối luật an ninh mạng. Chứ còn luật đặc khu thì bây giờ chúng ta là hoãn rồi. Thế vì vậy cho nên nó đang kêu gọi là xuống để phản đối về luật an ninh mạng. Đó. Nhưng tôi rất tiếc, nếu để tôi điều tra xem có chính xác không. Nhưng nếu thực sự cái ông đại cán bộ to của quốc hội đấy mà lại phát biểu trên VTV3 như vậy, thì tôi cho rằng nói chung quốc hội của Việt Nam có vấn đề. Đấy. Rồi truyền hình Việt Nam có vấn đề. Thứ nhất đó, cái đợt vừa rồi nói thì không phải gì cả, nhưng mà ngay như bà con gọi điện về nói là chỉ thấy mỗi cái đài của anh lên tiếng, chứ còn chả thấy cái đài nào lên tiếng về cái luật đặc khu cả. Chúng tôi chỉ may là nghe là cái đài của anh mà đâm ra thành biết hiểu cái luật đặc khu đấy. Tại sao tôi chả hiểu tại sao cái phương tiện truyền thông và cái phương pháp truyền thông của Việt Nam bây giờ nó lại như vậy. Thế bây giờ không những như vậy thì ở trong đại biểu quốc hội lại có những người như Dương Trung Quốc, như Trương Trọng Nghĩa đấy, phát biểu những cái câu mà để cho là bà con mất cả phương hướng đấy. Những người mà thấy bảo những người mà trước đây tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng vào chính phủ Việt Nam mà vẫn còn phát biểu là thôi thế này thì hỏng rồi, bán hết đất và đấy. Thế rồi bây giờ lại tiếp tục, nếu như mà thực sự mà cái ông phụ trách về 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 phát ngôn của quốc hội mà lại trả lời trên VTV3 như thế thì thôi, có lẽ tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng nên đầu hàng học hiếu với bà con, vì hóa ra chúng ta lại đang chính là chúng ta lại đang là đi đấu tranh với những cái hư không. Giá như mà ví dụ ở trên, ví dụ như mình thấy như này này, khi mình bắt đầu lên tiếng để về cái luật quốc hội thì thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trả lời báo chí nhé, rồi sau đó đến bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trả lời về trong cái buổi về tiếp dân của đại biểu quốc hội đúng không? Và nói lên rõ ràng thì mình thấy rằng thì mình gọi là tiếng nói của mình thì nó nhỏ nhoi thôi, nhưng mà thôi thì mình nói đến những bà con vùng sâu vùng xa đấy, nhưng các bác cũng lên tiếng nó thì như thế, thì mình thấy cái hành động của mình làm nó mới có ý nghĩa. Thì bây giờ mình cứ ra sức gò công làm về lịch sử, về mọi cái, nhưng cuối cùng thì các ông ở trên công cứ phá bệnh. Thế thì cuối cùng hóa ra là mình có khi mình lại đang đi đi ngược lại với công việc của các cán bộ đấy. Vì vậy cho nên là tôi nói thật là tôi đang điều tra xem có đúng cái ông ý của quốc hội mà lên trả lời VTV3 thế mà hôm nay này, nhưng mà cái bạn bạn gửi cho tôi là bạn chụp được cả một bức ảnh ông đang ngồi với một phóng viên của VTV3 và cái chương trình đó là phát ngày hôm nay nhá. Và ông người ta thấy bảo là ông ta phản đối một cách kích liệt là anh mạng, và ông ta nói ý cái nói là như này, tức là luật an ninh mạng nhé là để dành độc quyền cho bên an ninh, họ quản lý tất cả. Thế thì bây giờ tôi hỏi là ở một cái đất nước bây giờ cũng như là luật hình sự thì có dành độc quyền cho bên an ninh không? À đúng không? Thế còn khi an ninh người ta sẽ quản lý anh. Và tôi nói thật nhé, mình không phải nói gì cả, nhưng nếu những người chân chính, những doanh nghiệp làm ăn chân chính, những con người chân chính chỉ phải khuyến khích và tích cái, tôi mong cái luật an ninh mạng này nó càng sớm càng tốt cả. Đấy. Vì chúng ta là những người làm ăn đàng hoàng chân chính đúng không? Kể cả ví dụ như tôi bây giờ nói chuyện như này, nay mai luật an ninh mạng cấm cấm tôi cũng sẵn sàng. Vui vẻ, tức là mình đã vi phạm vào luật. Còn tôi xin khẳng định
khi Việt Nam mình đã soạn thảo ra bất cứ một cái luật gì thì Việt Nam mình đều tham khảo ý kiến, tham khảo các bộ luật của thế giới và đưa những cái ưu việt vào, cho nên không bao giờ có cái gì là xấu cả. Chắc chắn khi đã ra luật an ninh mạng là để bảo vệ đất nước. Trong đó bác Trọng đã nói là cái luật an ninh mạng này để bảo vệ chế độ, mà hôm qua trong cái bài livestream tối qua tôi có nói đấy, một cô doanh nhân hình như cũng bằng tuổi tôi đấy nhé, một cô doanh nhân thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh, mà cô lên cô lại hỏi tổng bí thư là bác bảo là cái luật an ninh mạng ra ra để bảo vệ chế độ, tức là bảo vệ chế độ nào ở con người ở trên đất Việt, nước Việt Nam, mà lại hỏi bác tổng bí thư là bác nói rằng bảo vệ chế độ là chế độ nào, chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam thì có chế độ nào nữa, có đúng không? Mà có một cái vấn đề đơn giản, mang tiếng một doanh nhân lớn tuổi rồi thì những bằng tuổi mình ấy nhá, thành đạt mà lại hỏi một cái câu rất là ngu dốt như vậy, qua mình nói rằng ấy, nhá, cái luật an ninh mạng ra để bảo vệ chế độ nào, chế độ xã hội chủ nghĩa đang được áp dụng ở trên đất nước Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đang ủng hộ đó, cái chế độ đó chứ còn chế độ nào nữa, mà lại phải hỏi 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 một cái câu rất là sốt như vậy. Nhưng mà hôm qua tôi nói một cái bài rất dài nhưng rất tiếc hôm qua là không hiểu tại sao là cái mạng của mình hôm qua nó rất kém, cho nên là mình nói nó không được đầy đủ, nhưng cái bài viết ý của cô ta, ý cô ta nói cô ta được rất yêu nước, bố cô ta dạy cô ta rất yêu nước, nhưng hôm qua cô tới cô ta bới ông thì phết rằng ông nội cô ấy bị giết trong cái cải cách ruộng đất giết oan, bản thân cô ấy thành đạt nhưng hiện nay là phải sử dụng cái tiền để đi cứu giúp trợ giúp bà con để dân oan rất nhiều đấy, vân vân, tức là rồi cô ấy kể bố cô cũng là một thương binh. Tôi chỉ hỏi một câu này, thứ nhất ông nội cô chắc gì đã phải là oan thật, và nếu có oan chắc nữa thì cái lúc ý là cái chuyện là làm việc nó cũng được tránh được những cái sai lầm. Đảng, chính phủ và bác Hồ đã đứng ra xin lỗi nhân dân nhá, tại sao đến một thế kỷ rồi còn kể lại làm gì, bảo là chưa yêu nước, yêu nước thì có những cái chúng ta phải hy sinh ngay việc nhà đi. Thứ hai nữa là bố cô ta là thương binh, vậy ở cái đất nước này chỉ có mình bố cô ta là thương binh à, thế còn những bà mẹ có bảy năm bảy người làm liệt sĩ, có những gia đình bây giờ có những liệt sĩ còn chưa tìm thấy, mà người ta còn không kể, cô ấy kể làm cái gì à, rồi cô ấy kể cô đi làm từ thiện này từ thiện nọ, còn nhiều doanh nghiệp còn nhiều người người ta làm từ thiện trong âm thầm nhé, cho nên đừng kể, đừng kể làm gì nhé, con người ta yêu nước hay không ấy lên đây. Rồi cô ấy kể là gì, bố cô dạy anh em cô ấy là chị em cô ấy là phải yêu nước, vậy thì bố mẹ tôi bố mẹ Ngọc Hiếu bố mẹ mọi người không dạy con mình yêu nước đúng không, đấy chỉ có bố mẹ cô dạy con mình yêu nước thôi đấy, cho nên tôi nói thật cô ấy nghĩ rằng, và thế mà lại có rất nhiều người ủng khen ngợi cái bài viết ấy, đến lúc tôi chê phê phán cái thì lại bảo là người ta viết cầu kỳ, bảo cầu kỳ nhưng nó toát lên cái gì, nó toát lên cái kể công với đất nước, trong khi đó cái công trạng chưa chắc đã là to nhá. Thứ hai nữa là đang móc máy Đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách hỏi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một câu, bác bảo rằng cái luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ là chế độ nào, có phải chế độ của Đảng Cộng sản không? Chế độ của Đảng Cộng sản là đúng không? Đảng Cộng sản đang lãnh đạo nhân dân Việt Nam, đánh thắng đế quốc và đang lãnh đạo đất nước Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước Việt Nam chứ còn chế độ nào mà rồi. Vì vậy cho nên tôi nói rằng nhé, tôi đang theo dõi tiếp, tôi đang cũng đang định có một bài nói chuyện về an ninh mạng, thế nhưng nếu như thực sự mà cái ông đại biểu quốc hội, ông cán bộ quốc hội ông nói như vậy thì tôi thực sự là cảm thấy sốc và buồn đấy, tôi đang theo dõi đấy, thì hôm nay cũng chỉ chia sẻ với bà con những cái điều là như vậy nhé, nhân tiện lên cái chỗ của Hiếu Ngọc ấy thì mình cũng chỉ có một số cái ý kiến như vậy thì bà con cũng thông cảm là tôi hồi này nó già nó còn lẫn cận rồi, cho nên là mặc dù bà con phong cho tôi làm bộ trưởng thật đấy nhưng mà chắc là tôi cũng khó hoàn thành được nhiệm vụ của mình, vì thực sự là nhiều lúc thì mình cũng cảm thấy nó nản, tại vì mình cái công sức mình bỏ ra xong lại cứ bị các cán bộ người ta, mà câu nói của cán bộ nó có tác dụng hơn câu nói của chúng ta gấp bằng nghìn lần. Vừa rồi chúng ta nghe thấy câu nói của Dương Trung Quốc, của Trương Trọng Nghĩa, của Phạm Chi Lan đấy, mà nó gây ra một làn sóng biểu tình ở rầm rộ và một làn sóng hiểu lầm trên cả nước này nhé, họ còn mắng chửi tôi là cái chuyện là người ta yêu nước như thế mà anh còn phản đối lại mấy cái nọ thế kia đấy, tôi đã đưa lên trên cho bà con nghe rồi đấy nhé, thế vì vậy cho nên thôi đấy là
có ý kiến với tất cả mọi người thế. Và tôi xin cảm ơn Hiếu Ngọc đã cho lên trên diễn đàn để nói chuyện nha. Cảm ơn tất cả Vâng, mọi em cảm ơn anh ạ. Vâng, chúc người. anh và gia đình buổi tối vui vẻ. Vâng. Rồi. Tôi đang ở nhà một mình cho nên là bây giờ tôi mệt, tôi phải đi nghỉ. Tôi xin chào tất cả bà con nhé. Dạ vâng ạ, chào ạ.